video chúng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Cuộc Sống Số nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục khui hộp cho các bạn xem một sản phẩm mình mua được trên mạng. Đây là cái một cái miếng nệm ngồi reo dưới nệm ngồi reo lưới 3D thoáng khí. Đây, tuần hoàn. Ôi trời, tên dài vãi. Nói chung là nó có nệm tổ ong á. Để mình xem à. Này thì giá hiện tại của cái này là khá là rẻ. Tầm 100 mấy, cái này được 160 tính luôn tiền ship đó chồng. Bạn nào thành phố thì các bạn nghĩ nó đóng gói cực kỳ là đơn giản luôn. Vãi. Nó đóng gói nè. Đó, chỉ có một cái điện quấn như vậy thôi. Này. Bỏ vào luôn. Đó, bên trong các bạn sẽ thấy nệm này ngồi khá là ok. Lúc trước mình trên kênh mình cũng đã mua một cái mình thử cho các bạn là ngồi để cái trứng ngồi lên nó có bể không, và cũng không có bể nha các bạn. Đó. Khá là dày, nó dày khoảng tới đây đó, cái nệm nó dày tới đây. Còn ngồi cực kỳ là mát, cực kỳ thoáng, các bạn ngồi lâu không có bị đau mông cũng như là chống được các bệnh mà các bạn ngồi lâu như là trĩ này nọ thì ngồi cái này rất là tốt nha. 100 mấy thôi, các bạn mua một loại 100 mấy được rồi đó. Thì cái này thì mình thấy là có hai loại, một loại á thì nó có thể là mắc hơn một tí, và nó có một cái hộp, trong cái hộp đó sẽ cái phụ kiện gồm cũng như có giấy hướng dẫn này nọ, và cũng như là có cái miếng bao luôn. Và tuy nhiên thì đóng trong cái hộp, nhìn cái hộp thì nó hơi bự hơn một tí thôi. Vì thế nó không khác biệt gì nhiều. Bạn mua cái này mình xài thấy mình ok rồi. Mình đã xài một cái sản phẩm giống như vậy và nó cũng không có hộp, thì nó cũng bán một cái bộ đơn giản như vậy thôi, không có hộp hiếc gì hết. Và mình có mua giùm bạn mình thì có một cái bộ là nó có một cái hộp, thì trong đó cái hộp thì giống như cái những sản phẩm thì bán thì kèm hộp vậy, thì nó mắc hơn một tí, là có cái hộp nhìn nó đẹp. Nếu các bạn mua làm quà tặng thì các bạn mua, các bạn hỏi cái shop là cái này nó có hộp không nha. Nếu các bạn mua làm quà tặng thì có cái hộp nó vẫn ok hơn, thì tặng cái hộp đẹp hơn là tặng cái cục đen thui vậy thì nó rất là xấu. Còn mua cho gia đình thì mua cái này cho nó rẻ, lấy cái hộp làm gì cho nó mắc hơn, và chất lượng nó cũng như nhau thôi. Mình đã xài một lần rồi, còn mình tiếp tục mua tiếp. Thì các bạn nào muốn mua cái sản phẩm này mình để link phần mô tả video nha, các bạn click vào đó xem tham khảo giá và mua giùm mình ha. Ok đó. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà ngồi rất là im và rất là mát, không có bị đau đít, đau mông gì hết. Ok, video đến đây kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye.